Nỗi đau F1, đau ví mua kit test giá ngất ngưỡng, nay nháo nhào thanh lý giá rẻ. Sau khi nháo nhào vét sạch ví tiền mua kit test nhanh với mức giá cao ngất ngưỡng, nay nhiều gia đình lại vội thanh lý kit test với giá chỉ bằng một nửa so với lúc mua. Những ngày gần đây, số ca nhiễm COVID-19 vẫn liên tiếp lập định mới. Song, mặt hàng kit test đã không còn sốt giá, khang hiếm như thời điểm nửa cuối tháng 2 vừa qua. Trên chợ mạng, nhiều chủ hàng xả bán số lượng lớn. Giá giảm mạnh từ 10.000 đến 30.000 đồng mỗi bộ kit test, thậm chí có loại giá giảm gần một nửa. Chị Đào Vân ở Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội vừa đăng bán xã lô kit test nhanh bằng nước bọt Dianogis với giá chỉ 55.000 đồng mỗi bộ. Mua nguyên hộp 20 bộ giá chỉ còn 50.000 đồng mỗi bộ. Đáng nói, chỉ cách đây khoảng 3 tuần, loại kit test này chị Vân bán với mức giá ngất ngưỡng lên tới 85.000 đồng mỗi bộ. Tức giá đã giảm 30.000 đến 35.000 đồng mỗi bộ. Giữa tháng 2 thì kit test cháy hàng nhập bao nhiêu về cũng không đủ bán. Nhưng từ đầu tháng 3 tới giờ nguồn kích test dồi dào, tôi ôm mấy chục thùng. Giá kích dịp này cũng giảm mạnh, chị Vân chia sẻ. Cũng đang xả gấp kích test sản sản xuất bởi Lapnovation Technology xuất xứ Quảng Đông Trung Quốc, với giá chỉ 50.000 đồng mỗi bộ. Chị Nguyễn Thị Thu ở Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, nguồn hàng mới về ồ ạt nên giá kích đang giảm sâu. Chị Thu tâm sự, cuối tháng 2, kích test nhanh sốt giá. Lúc đó chị nhập về 200 hộp, bán hết veo với giá 70.000 đồng mỗi bộ kit, nay về thêm 100 hộp nhưng tiêu thụ chậm hơn nhiều, chỉ quyết định xả hàng bán cho hết để thu hồi vốn. Một số loại kit test nhanh có xuất xứ từ Trung Quốc, Đức, Pháp cũng đang được dân buôn xả hàng với giá từ 45.000 đến 55.000 đồng mỗi bộ tùy loại. Dịp này, không chỉ có dân buôn xả hàng kit test mà trên các khu chợ online, nhiều gia đình cũng thanh lý vội với giá rất rẻ sau khi lợi trữ quá nhiều, sau khi đăng bán thanh lý hơn 40 bộ kit test nhanh với giá chỉ 40.000 đồng mỗi bộ cho cư dân tại khu chung cư nhà mình, chị Lê Thùy Liên ở quốc Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội nói, bán với giá này tôi lỗ gần 2 triệu đồng so với giá khi mua, nhưng không bán bỏ ở nhà cũng không dùng đến, lãng phí. Chị Liên chia sẻ, giữa tháng 2 số KF0 ở Hà Nội bùng nổ, tại khu nhà chị sống, đồng nghiệp bạn bè liên tục dương tính với Covid nên chị vội đi mua 10 bộ kit test để xét nghiệm nhanh cho các thành viên trong gia đình cứ 2 đến 3 ngày test một lần, dù không có triệu chứng gì để yên tâm. Đến cuối tháng kích test hết, lại thấy trên thị trường sốt giá, khang hàng nên chị vét sạch túi tiền mua luôn 3 hộp tổng cộng 60 bộ về dùng dần. Lúc đó giá cao ngất ngưỡng, chị vẫn đặt mua với giá 85.000 đồng mỗi bộ. 3 hộp kích với giá 1,65 triệu trên hộp đã ngốn của chị hơn 5 triệu đồng. Đầu tháng 3, gia đình chị chính thức có thành viên nhiễm Covid-19, bác sĩ tư vấn ép không cách ly để theo dõi và điều trị tại nhà. 7 ngày sau mới cần test lại. Còn các thành viên khác trong gia đình là F1 cũng không cần phải test nhanh liên tục, chỉ xét nghiệm khi có triệu chứng. Nghe xong tư vấn, tôi nhậm tính vậy không tốn quá nhiều kích test. Số kích minh trữ quá nhiều so với lượng cần dùng, chị nói. Thế nên, chị Liên đành đăng tin lên nhóm chợ chung cư online để thanh lý kích test nhanh với giá rẻ. Chị Đặng Thị Phương ở Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội cũng phải đăng bán thanh lý hộp kích test với giá chỉ bằng nửa giá lúc mua bởi gia đình không dùng đến. Tôi nghĩ phải dùng liên tục nên mua nhiều về trữ sẵn trong nhà. Đến lúc cả bốn thành viên trong gia đình đều là F0 và đã điều trị khỏi, số lượng kit test dùng cũng chỉ khoảng 10 bộ, chị nói. Do vậy, chị Phương chịu lỗ để bán thanh lý số kit còn lại. Trước đó, các chuyên gia y tế khuyến cáo, người dân không nên tích trữ kit test nhanh. Với F0 triệu chứng nhẹ điều trị tại nhà, không nhất thiết phải test nhiều, mà quan trọng là xét nghiệm đúng thời điểm. Chỉ cần test lại sau 7 ngày khi phát hiện dương tính với những người tiếp xúc với f không chưa cần xét nghiệm ngay mà nên xét nghiệm ở ngày thứ ba sau khi xuất hiện triệu chứng như ho sốt khó thở việc test xanh nhiều là không cần thiết lãng phí chưa kể ồ ạt tích trữ kích test son gây thiếu hụt ảo khiến người cần thì không thể mua được còn người không cần lại tích đầy trong nhà các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé